Trước khi tập 3 lên sóng, trên fanpage chính thức của 7 nụ cười xuân đã thông báo nữ diễn viên Thúy Ngân sẽ tiếp tục vắng mặt vì lịch trình cá nhân. Việc thiếu đi một mảnh ghép quen thuộc trong 2 tập liên tiếp khiến các fan của chương trình không khỏi buồn bã và để lại nhiều bình luận như sau. Xem 7 nụ vì mỗi nụ là một mảnh ghép tuyệt vời tạo nên 7 nụ cười xuân. Vắng một nụ thì vẫn ủng hộ chương trình nhưng có cảm giác thiếu sao á. Vắng ai cũng sẽ buồn cả. Mong là những tập sau đầy đủ cả nhà 7 nụ, mong Thúy Ngân sớm trở lại. Hy vọng là Thúy Ngân sẽ sớm quay lại với khán giả và gia đình 7 nụ, chứ chương trình không có Ngân buồn lắm. Tập 3 của 7 nụ cười xuân chào đón hai gương mặt lần đầu tiên xuất hiện là Á hậu Hà Thu và nam ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Olysi. Khi được Trường Giang đề nghị viết một bài hát cho Ninh Dương Lan Ngọc, Olysi tiết lộ, vậy là anh chưa biết gì hết. Em với Ngọc đã từng quay chung MV và làm một bài hát rất hay. Em rất enjoy khi sáng tác cho Ngọc, bài đó rap nhiều và Ngọc rap rất hay. Là một người có giọng hát ngọt ngào và tình cảm, Hà Thu cũng có màn khoe giọng cực ấn tượng ở màn chào sân. Cô đốn tim khán giả cũng như các nghệ sĩ khi mang đến một đoạn trong ca khúc Huế Vẫn Còn Thương. Hãy cùng chờ xem tập 3 cùng gia đình 7 nụ và chờ nụ Ngân sớm quay trở lại nhé.